nhận được suy. Việt Hùng đã lên tiếng, các bạn cần phải biết là Việt Hùng đã thi đấu rất thành công cho nên không biết nào có một ngày trong trận đấu này. Có sút khá nguy hiểm của pha sút bóng Ken. Ken đã hoàn thành khá nhiều. Rất may từ Bozi Lai của bóng của Thái Hiếu Phú. Treo bóng điểm rơi. Và đánh đầu rất hay của Minh Tuấn. Bóng vẫn vào trong sân, đường qua trường, hết sức tuyệt vời. Ken không qua được, không phải. Vẫn vào trường, rất may một pha đi bóng và phá ngoài này. Đứng mạnh, sút. Rất nguy hiểm. Còn cái bóng rất chờ chờ đi qua sút xa. Cực kỳ cực kỳ đơn hạn. Nhưng mà đã bỏ qua đi bóng còn quá ngay. Và nó sút trên. Cơ hội đây, bắn ngay, chuẩn đi, vào không? Không vào các bạn ạ. Không hiểu tại sao mà Ken Kasiri lại bỏ lỡ một tình huống hơi hơi như thế. Gần như không thành chống. Và duy nhai thầy của mình, phải biết tí nhé. Làm chi? Không vào không? Chuyện ơi, không vào các bạn ơi. Mình của em đã ra rất tuyệt vời. Có lẽ ăn làm chi sau tình huống không có người em đang đau rồi. Bên ngoài thì bạn đang là có thương xót cho bạn Nam Chi không? Và dấu hết sức cố gắng của Nam Chi trong trường như em sẽ dùng mũi ra đầu với tay để chiếc bóng của chiếc bóng và cả bạn nhé. Các em vừa thấy mũi chỉ tiêu rằng của bóng cũng chắc là cho em mà thôi. Nếu quả bóng của đồ chẳng là tôi tin là chúng ta cũng có thể đưa chiếc bóng Nam Chi rất nguy hiểm. Quả bóng cắt ngang của Thái Hữu Phú chiếc bóng. Đập nhả tốt, Kinh Khánh Huấn có sút vào. Một pha đỡ mất một pha sút bóng vào góc xa, có tay thủ môn Duy Đài. Khánh Huấn tiền đạo chủ lực của Sơn Nam Sơn đã mở điểm cho đội nhà của mình. Rất hay các bạn ơi, một pha xử lý quá hay của Khánh Huấn. Chàng trai mặc áo số 38, có lẽ Khánh Huấn là chàng trai đến từ Hà Tĩnh rồi. Rất bất ngờ các bạn ạ. Qua đập nhả nhẹ nhàng của một Ken Kasiri cho Khánh Huấn vượt qua bước một và rồi. Bóng không cần mạnh đi. Đánh đi đúng rồi. Cần phải đánh đi. Cố lên đúng rồi. Rất kỹ thuật. Một pha Hải Long đã mắc biết vào góc vào để sửa bóng hút cao. Như cần chỉ đi hút cao chứ không được. Và đúng với Hải Long. Cần phải nhanh chóng hơn nữa. Cứ được bóng sau. Cứ được bóng sau. Hải Long hút. Kết quả. Cố lên. Tiếc quá các bạn ơi. Không hiểu sao Khánh Huấn lại đứng trước bóng tình huống rồi. Một cơ hội gần như ngang 5-1. Nếu em có một tốt thì cơ hội sẽ mở khác đi. Chúng ta có thể không chứ nào. Chúng ta phải đánh giá 2 đi. Đánh giá tốt. Chúng ta đi. Rất nguy hiểm, tiếc quá các bạn ơi. Một chút nữa thôi thì Kim Tùng đã áp sát được vào trái bóng. Nếu Kim Tùng đã chặn tâm, chặn gốc, chặn đầu của bóng phải. Không vào các bạn ơi, không vào. Một bên phía Nam Sơn